Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời nhanh các câu hỏi của anh em hôm nay thì tôi xin nêu thông tin câu hỏi của các anh. Các anh có viết comment như thế này: anh cho em hỏi, em không có đồng hồ đo dòng nên không đo được, vậy bình lithium Li-Bo4-100Ah mạch sạc xả 60A dùng cho thiết bị 100W thì nó ăn dòng khoảng tầm bao nhiêu A vậy anh? Mong anh đo dòng giúp ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Anh xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh sức khỏe và thành công ạ. Rồi, nếu mà bên hệ 12V là tính như thế này nè, 1A nó 12W, nếu mà anh xả tầm khoảng 100W thì nó chưa được 10A nha. 10A thì nó 120W. Đó thì nó rơi tầm khoảng 9A mấy. Là 8A mấy, tầm khoảng 9A đổ lại. Đó là bên hệ 12V nha. Đó, còn nếu mà bên hệ 24V nó thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 4A mấy mà thôi. Đó. Cái mạch sạc xả 60A thì nếu mà pin hệ 12V nó chịu dòng sạc và dòng xả tối đa được khoảng 720W trên giờ. Đó là như vậy nha anh. Đó thì nếu mà pin hệ 12V, cái bình pin li bình pin Li-Bo4 của anh á, nếu mà cái bình 12V á thì anh cứ tính như thế này, 1A nó thì là 12W. Đó. Đó thì anh nhân chia cộng trừ, cứ 1A là 12W. 12W thì anh cứ tính tới nha. Nếu mà anh sử dụng khoảng chừng anh tải thiết bị khoảng 100W trên giờ thì nó chưa được 10A nha, nó tầm khoảng 9A đổ lại. Thì tầm khoảng 8A mấy á. Rồi, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Xin cảm ơn anh. Theo câu hỏi của một anh có viết như thế này: bạn cho mình hỏi, mình đã có 4 bình AMG 100Ah đang gắn xài cho hệ 24V nhưng lượng pin năng lượng mặt trời của mình tới 1400W, giờ mình nâng cấp thêm cho hệ lưu trữ với 8 bình Yamato 30Ah và cách kết nối 8 bình 30Ah với 4 bình 100Ah để vừa xài tốt vừa đảm bảo cho bình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, như thế này nè, ở đây tôi cũng có 8 cái bình Yamato nè, nhưng mà dung lượng thật nó chỉ có 25Ah mà thôi. 4 cái như thế này là 100Ah ha. Đó thì bây giờ cái cách kết nối như thế này, đó tôi vừa câu song song 4 cái. Song song 4 cái đây tính ra một cái có dung lượng là 100Ah, câu nối tiếp qua cái đây. Thì bây giờ như thế này, để tôi vẽ một cái hình minh họa để chia sẻ cùng anh tham khảo nha. Thì ở đây nha, tôi ví dụ như bây giờ anh có 8 cái bình Yamato chia ra một bên 4 cái, 1 2 3 4 ha. Đó, sắp xếp thứ tự theo này. Đó, bây giờ á cái cách câu như thế này. Đó, bây giờ vừa câu song song ha mà câu nối tiếp ra. Đó, bây giờ anh bố trí cái dây điện ra đây nha, làm cái điểm ở đây. Đó, ra đây. Đây, 4 cái bình đây, 4 anh câu 4 cái cộng dây ra đây làm một cái điểm ngay đây. Rồi, ở bên đây á thì là đối diện với 4 cái bình này là đối diện cái cọc âm, bên đây là cọc dương, nó đối diện là 4 cái cọc âm của 4 cái bình bên đây. Đó, bên đây là câu song song là ha, song song. Lưu ý nha, dây độ dài trong đây ra nó bằng nhau hết, mà trong khi đó tôi vẽ cộng dán cộng dài, nhưng anh lưu ý dây dài bằng nhau ha. Rồi, câu bên đây đó, vậy là vừa câu song song, đây là nó điểm là đây là song song luôn mà vừa nối tiếp qua đây. Rồi, ở bên đây ra cũng vậy, đây bây giờ ra đây. Đây, làm này. Túm nó lại một cái thành song song nha, chứ đừng có bốn cộng đuôi chìa ra là nó không song song. Túm lại một cái cho nó song song hết bốn cái. Bên đây cũng vậy, đó. Bên đây thì ra như thế này, đó, làm điểm ngay đây. Rồi, ngay đây. Như vậy á là tính là song song. Bên đây một cái bình có cái điện áp là 12V 100Ah, tính thực tế là 100Ah nha, nhưng mà tính trên lý thuyết là 120Ah. Nhưng mà nó chỉ có 100Ah thôi. Vậy là một cái này nó bằng với cái bình 100Ah của anh á, nó bằng một cái. Thì đó, anh câu song song bốn cái này lại và nối tiếp nó với nhau. Nhưng mà túm lại chỗ này nè. Đó, ở đây là một cái cọc âm 24V, đây là cọc dương 24V. Rồi anh câu song song với bốn cái bình của anh đang có. Đó. Rồi, tôi ví dụ đây là bốn cái bình của anh đang có ha, bốn cái bình AMG một cái với dung lượng 100Ah ha. Thì bây giờ cái cách câu như thế này. Đó, thì bây giờ ha, bốn cái bình này thì câu nối tiếp đây nè. Cộng qua trừ ha. Đó, nó tiếp cộng qua trừ. Đó, bây giờ như thế này ha. Thì anh câu thêm song song ở đây xuống đây nha. Đó, song song nó cộng, trừ qua trừ. Đó, câu như vậy cho nó ổn áp nha. Rồi, bây giờ túm lại cái điểm ở đây. Này, này. Đó, song song lại. Bên đây cũng vậy. Ha. Đó, bây giờ song song. Rồi, bây giờ song song luôn cái này lại luôn. Đó, bây giờ anh song song tất cả lại. Bây giờ ở đây á, thì anh cũng có thể là câu ví dụ như bây giờ anh làm thêm một cái điểm tiếp điện nữa đây, đi đến đây và ngay đây cũng vậy, anh làm một cái chỗ thêm cái chỗ tiếp điện nữa, đi đến đây. Đó,
Đi đến đây thì có thể là bây giờ anh lấy cái điểm này làm cái cọc bình dương 24V và đây là cái cọc bình âm 24V ha. Thì bây giờ cái con sạc năng lượng mặt trời đi vào chỗ này, bên cọc âm 24V và bên cọc dương 24V thì sạc xả ra, thì anh cứ lấy ngay cái điểm này thì câu dây điện ra nữa. Đó, chứ bây giờ cái chỗ này mà chụm lại chỗ này không quẹt, mình cứ đi ra một cọng nữa ha. Đó, cái cách câu nó đồng đều và ổn định các bình. Đó, thì không biết anh có nắm được cái phần nào không? Ví dụ như bây giờ anh muốn thông đồng, anh muốn thông hết tất cả những cái bình này lại với nhau luôn, thì đây, ví dụ như bây giờ cái cọc này anh câu song song qua bên cái cọc này luôn. Đó, bên cái cọc này luôn nha. Đó, và bên đây thì anh cũng có thể là câu song song qua đây luôn. Câu song song qua đây luôn, câu ngay bình giữa cũng được. Đó, cũng được ha. Đó, anh cố gắng làm sao đi dây điện cho nó đều với nhau, ngay cả bên đây, ngay cả điểm này, tất cả dây điện mình lấy, mình đi dây nó đồng đều với nhau thì nó sẽ ổn định và ổn áp nha anh. Rồi, thì qua về thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Nếu có thiếu sót hoặc là anh chưa hiểu cái gì thì anh cũng có thể là bổ sung thêm bằng cái cách là viết bình luận với comment này, thì tôi có thể là hướng dẫn anh thêm một cái thông tin gì đó mà anh nắm chưa được ha. Rồi, xin cảm ơn tiếp anh. Tiếp theo câu hỏi của một anh có viết như thế này: anh ơi, em có cái bình Yamato 30A, có nên dùng kích lên 220V để thắp sáng một bóng 15W, một bóng 20W, thắp sáng tầm 2, chắc 2 đến 3 tiếng đúng không anh, chứ không phải là 23 ha, 2 đến 3 tiếng ạ. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công ạ. Dạ được anh ạ, với cái bình Yamato 30A này tôi đo rồi, nó trữ được là 300W điện đó. Tôi đã có test rồi, có một cái video đăng trên kênh Dami năng lượng này thì tôi chạy cái quạt cái quạt điện có công suất là tầm và khoảng chừng 50W trên 1 giờ, cũng sử dụng qua kích thì chạy với thời gian tầm tầm 6 tiếng đồng hồ đó. Thì ở đây cái thông tin anh nêu ra hai cái bóng nó chỉ có 35W mà thôi, tổng cái công suất sử dụng anh có 35W trên 1 giờ mà anh sử dụng tầm có 2 đến 3 tiếng đồng hồ là nó vẫn dư sức đáp ứng nha. Nhưng mà ở điều lưu ý ở đây thì anh phải sử dụng chỉ có 35W thì anh mua cái con kích tầm tầm chừng 200W đổ lại, chứ đừng mua con kích lớn nha. Cái con kích lớn thì nó sẽ tiêu tốn điện năng rất là nhiều nha, không nên sử dụng. Mình sử dụng các thiết bị điện nhỏ thì mình nên mua cái con kích có cái công suất nhỏ, nó phù hợp với cái công suất tải của anh là hai cái bóng đèn thôi nha, chứ đừng có nên mua con kích lớn thì nó lãng phí ngay chỗ này. Cái bình nó nuôi con kích không cũng hết rồi, cái không cần đến là mình thắp sáng đâu. Thì anh lưu ý chỗ đó ha, mua con kích tương đối với cái công suất là 35W, kích 200W đổ lại thì có thể là nó không có ăn dòng điện hoặc là ăn với một lượng nhỏ không đáng kể. Đó, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là được nha, ngon lành nha. Với công suất 35W, 2-3 tiếng, 5-6 tiếng luôn, chuyện bình thường nha. Tôi đã có test qua rồi, với công suất xả tải khoảng 50W, 6 tiếng đồng hồ, đó là chuyện bình thường nha. Rồi, xin cảm ơn anh nha. Tiếp theo câu hỏi thì anh có viết như thế này: mình có sẵn 4 tấm pin 110W mono, em muốn dùng khoảng 20 đèn nhân 12V, 20W, 400W nhân 5 giờ bằng 2000W 12V, thì nên dùng bao nhiêu bình Yamato 30A? Mình nối song song thì có cần dùng mạch bảo vệ không? Rồi, với tổng công suất sử dụng của anh là khoảng chừng 2000W điện đó, thì 8 cái bình Yamato này nó trích trữ được khoảng 2400W điện. Khi mà mình sạc thật no thì nó phù hợp với 440W pin mono của anh trong một ngày nắng đẹp ha. Đó, thì 8 cái bình Yamato nha anh, 8 cái hoặc 10 cái thì càng tốt, còn 8 cái thì nó cũng vừa đủ với cái nhu cầu sử dụng điện như anh là 2000W rồi, 8 cái là ok rồi ha. Đó, thì cái kết nối song song có cần mạch bảo vệ căn bằng không? Hoàn toàn không nha, mình câu bình song song là không có cần lắp mạch căn bằng hay mạch bảo vệ gì cả. Đó, cứ câu song song là cộng qua cộng, trừ qua trừ, cứ vậy mà thôi. Nhưng mà còn cái cách câu á, làm sao cho nó sạc xả ổn định nhiều từng bình á, thì tôi cũng có chia sẻ rất là nhiều trên kênh rồi. Cái đó mới là cái vấn đề quan trọng. Còn nói về câu song song mình dùng những cái mạch bảo vệ hay mạch cân bằng gì thì không, hoàn toàn là không nha anh. Rồi, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là 8 cái bình Yamato ha, thì nó sẽ đáp ứng đủ với cái nhu cầu sử dụng điện của anh là 2000W. Đó, và kết nối bình song song thì không có cần lắp mạch bảo vệ hay là mạch cân bằng gì cả. Rồi, xin cảm ơn anh nhé. Tiếp đến là một câu hỏi của một bạn, đó là bạn Gia Bảo. Đó, thì cái bạn này cũng có sử dụng pin năng lượng mặt trời hay độc lập ở gia đình, thì bạn cũng có làm một cái kênh YouTube đó, cũng hay chia sẻ về cái hệ điện độc lập của mình. Đó, nếu mà anh em nào muốn tham khảo cũng có thể vô kênh bạn ấy xem và tham khảo qua đó ha. Đó, anh em xem để có những gì để
chia sẻ với nhau ha. Đó, học hỏi chia sẻ với nhau. Đó thì bạn có viết như thế này: anh đam mê năng lượng, cho em hỏi bữa anh xài cái đồng hồ đo công suất với ampere, cái đó đo một chiều hay đo được hai chiều vậy anh? Tại em xài nguồn nạp xả chung luôn. Em tính mua cái để xem nạp vào dòng vào được bao nhiêu ampere mà sợ nó xả ra làm hư cái trữ xung, nên anh giải đáp giúp em nha. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, chắc bạn muốn hỏi đến cái đồng hồ đo công suất DC, bốn cái thông số như thế này, nó có cái trợ xung như thế này. Thì cái này nó đo chỉ được một chiều mà thôi. Nếu mà mình muốn đo chiều vào và muốn mình muốn đo chiều đi vào ha, đó, và mình muốn đo chiều đi ra, thì chỉ cần việc trở quay đầu cái trợ xung này thôi, chứ nó chỉ đo được một chiều. Ví dụ như mình muốn đo cái công suất sạc vào thì mình lắp cái trợ xung nó xu chiều dày ha, đó, nó chỉ đo đường vào thôi. Mà ví dụ như nó đi ngược lại thì nó không đo, nhưng mà nó vẫn đi ngược lại được đó, nó vẫn truyền cái dòng điện đi ngược lại được, nhưng mà nó không đo được. Mình muốn đo được cái dòng điện xả ra thì mình cần quay. Ví dụ như ở đây nè, tôi dùng cái đồng hồ này, bốn thông số cái trợ xung rời nha. Những cái đồng hồ này nó đo rất là chính xác hơn là cái water. Cái water mà anh em hay đo pin năng lượng mặt trời á, thì nó không có lưu lại cái thông số mình đã đo. Còn cái này nó có lưu lại thông số đã đo khi mà nó bị mắc nguồn rồi á. Ví dụ mình đo, mình đó bị mắc nguồn rồi, tháo ra như thế này. Ví dụ như cái này tôi đang đo cách này một tháng, phải không? Cái thông số tôi đo cách mấy tháng trước, hôm nay tôi cấp nguồn lại cho nó vẫn hiển thị lên cái số mà tôi đã đo mấy tháng trước. Đó, tôi muốn không lưu lại cái số đó thì tôi sẽ bấm reset đó. Nó có hay cái đó. Còn những cái water đo DC ở bên ấy thì nó không. Nó khi mà nó mắc nguồn thì nó sẽ mắc đi tất cả các thông số mà mình đã đo được. Đó, mà cái đó thì nó lại đo không chính xác ha. Còn cái này thì cái trợ xung rời nó đắt tiền hơn và nó đo chính xác hơn, nhưng mà cái cách kết nối của nó rất là rườm rà hơn là cái water đo trên bên DC ha. Cái kích kết nối nó rườm rà lắm. Đó, còn cái kia nó dễ, nó chỉ có hai cộng điện ra là âm và dương, rất là dễ kết nối, nhưng mà nó đo thì nó cái sai số kỹ thuật nó rất là cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì nó bị mất đi cái số mà mình đã đo khi mà nó không có cái nguồn cấp cho cái con này. Còn cái con này thì cái tính năng nó hay ho rất là nhiều. Nhưng cái câu bạn hỏi ở đây là nó chỉ đo được một chiều thôi, chứ nó không có được đo được hai chiều. Nếu mà bạn muốn đo được một chiều á thì và một chiều đi và chiều ngược lại, thì chỉ cần việc xây đổi cái trợ xung này thôi. Cái trợ xung này chỉ nó có một chiều mà thôi. Ví dụ bây giờ mình đo chỉ một chiều thôi mà vô tình mà có cái dòng điện đi ngược lại thì nó không có ảnh hưởng cái trợ xung này, nhưng mà nó không có đo được, đồng hồ nó vẫn hiển thị là không không tất cả. Cái chiều điện nó đi một chiều một thì nó báo, nó hiển thị đầy đủ các thông số mình đo. Nếu mà có chiều điện đi ngược lại thì đồng hồ nó sẽ hiển thị về không không tất cả, nhưng mà cái dòng điện nó vẫn truyền qua ngang đây bình thường, nó không có hư cái trợ xung này. Đó, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn ha. Chắc bạn cũng rành rẽ về bên cái vấn đề điện cơ này, thì tôi chỉ nói sơ qua thì bạn đã nắm được rồi. Thì cái trợ xung này nó chỉ đo được một chiều, mình muốn đo được một chiều đi và chiều ngược lại, mình muốn đo được hai chiều á, chiều đi và chiều ngược lại á, muốn căng đăng điểm được thì mình phải xây trở cái trợ xung này đó kết nối. Mình chỉ xây cái trợ xung này thôi là mình sẽ đo được là hai chiều ha. Rồi, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha. Cảm ơn bạn. Tiếp theo câu hỏi của một anh, thì anh có viết như thế này: anh cho em hỏi chút, em có hai bình 100Ah vi sinh đấu hệ 24A sạc đầy và xả thử được 1,7kW thì bình xuống 22V ngắt ạ. Như vậy đã đạt dung lượng chưa ạ? Hiện tại bình còn 11,1, bình còn lại 11,2V, nhưng em cho xả tiếp thì một bình xuống nhanh hơn 10,5V, bình còn lại 11V. Như vậy có phải bình lỗi không ạ? Bình mới anh ạ. Dạ, hai cái bình của anh á, nếu mà anh đã xả ra được 1,7 kW điện là đã đạt rồi đó anh ạ. Trên cái lý thuyết, trên cái chi tiết bình là hai cái bình này á, nó lưu sạc xả được là 2,4 kW, là tất nhiên là 2400W điện trong hai cái bình này. Nhưng mà trong quá trình anh sạc xả được 1,7 kW điện trong hai cái bình này, 200Ah bình này á, thì là quá tuyệt vời rồi, nó đã đạt rồi. Đối với ắc quy á, sạc xả vậy là ok rồi anh ạ. Còn cái vấn đề mà nó lệch áp ở đây, khi mà anh xả xuống sâu quá thì nó lệch áp cái 10V5, cái 1V, thì cái đó là bình thường anh ạ. Tại vì cái hệ bình câu nối tiếp lúc nào nó cũng bị lệch vậy đó. Tại vì một cái nó giật xuống sâu, một cái nó còn trên cao, đó là do bình nó đã đối điện rồi nên nó xả không có ổn định. Mà đặc biệt là cái hệ câu nối tiếp thì tôi hay có chia sẻ với anh em rất là nhiều, là những hệ câu nối tiếp thì sử dụng bình nó không có ổn định,
mà cái hệ câu song song thì nó ổn định đó. Mà đặc biệt mà nó đi ngược lại, cái hệ điện mình áp càng cao thì sử dụng cái càng ổn định lâu dài ha, mà áp càng thấp á, sử dụng nó không ổn định đó. Nhưng mà ngược lại đối với ắc quy á, thì cái áp nào cả mình câu song song những tất cả ắc quy á thì sử dụng nó ổn định, mà câu nối tiếp thì sử dụng không ổn định. Nên cái trường hợp này á, như của anh nêu ra, cái thông tin anh nêu ra tôi thấy như vậy á, là nó không có lệch áp nhiều đó, nó không có lệch áp nhiều ha. Cây thứ nhất, cây thứ hai nữa mà anh sạc xả được 1,7 kg điện là quá tuyệt vời rồi, không còn đòi hỏi gì nữa đối với những cái bình ắc quy nha. Rồi thì qua vài thông tin để chia sẻ cùng anh yên tâm theo cái kinh nghiệm sử dụng riêng của tôi, là cái thông số anh đưa ra là không có ảnh hưởng cái gì, như vậy là ok rồi, tuyệt vời rồi anh ạ. Rồi xin cảm ơn anh nhé. Tiếp theo câu hỏi anh cho em hỏi, bốn bình Yamato xả hết điện là còn điện áp bao nhiêu vậy anh? Hệ 12V, bốn bình của em xả áp còn 12.2V là kích không chạy nữa, cảm ơn anh. Dạ, đối với cái bình, những cái bình ắc quy này anh, mà đặc biệt nhất những cái bình Yamato này xả xuống 11V đó là chuyện bình thường ha. Có nhiều anh đã xả xuống tầm 10V5 hoặc 10V8 đó đó, nhưng mà những khác. Còn riêng tôi thì tôi xả xuống những cái bình này là xuống 11V đó, 11V là, hoặc là dưới 11V, chẳng hạn như là 10V5 đến 10V8 thì nó sẽ hết sạch cái lượng điện bên trong cái bình đó. Còn cái trường hợp của anh nêu ra là anh chỉ xả xuống mới có 12V2 mà kích nó đã ngắt rồi, theo tôi là nghĩ là chắc là cái mặc định của cái con kích này khi mà cái điện áp nó đã chạm đến cái ngưỡng là 12.2V nó ngắt, như vậy là nó ngắt hơi sớm nè anh ạ. Đối với cái bình ắc quy này 12.2V thì nó còn cái lượng điện bên trong khoảng chừng 50%, mình mới chỉ sử dụng được có phần nửa cái lượng điện còn cái nửa phần nửa cái lượng điện bên trong mình chưa sử dụng được mà kích nó đã ngắt rồi đó. Thì cái này là do cái con kích nó tích nó đã mặc định sẵn là cái áp ngắt của cái áp bình đi vào là cái áp ngắt là 12.2V đó, mà trong khi đó là cái điện áp của bình 12.2V là cái điện áp còn điện ở bên trong là 50% đó. Chứ thật ra cái bình, những cái bình này xả xuống 11V là vừa đó anh ạ. Đó, 11V ngắt là vừa. Thì tất cả các con kích, ngay cả cái con kích này, lúc trước tôi có sử dụng bên cái con kích 12V và nhiều những cái con kích khác nữa, không riêng mấy con kích này, tôi có sử dụng qua rất là nhiều kích trong thời gian qua. Đó, thì tất cả các loại kích thì những cái bình bên 12V đó, điện áp nó xuống tầm là 10V8 nó ngắt. Có con kích thì tích hợp là 11V nó ngắt, có con là 10V8 nó ngắt. Đó, như lúc trước tôi sử dụng cái con kích 12V đó, con kích Sure 1000W sinh chuẩn thì điện áp xuống 10V8 thì kích lại báo hú lỗi là điện áp đã thấp rồi, nó không thể nào tiếp tục tải các thiết bị điện nữa khi mà ắc quy mình nó xuống là 10V8 đó là gian. Còn nếu 12.2V là điện áp nó còn cao. Thì cái trường hợp của anh nêu ra như thế này, theo tôi thì anh nên phải chỉnh sửa lại cái áp của con kích. Thì cái này thì phải liên quan đến về thợ bên chuyên sâu về kích, thì những anh thợ này có thể là điều chỉnh cái áp bên con kích được. Thì các anh mà chuyên bên thợ sửa kích nha, tôi thì không rành bên điện tử cho lắm. Nó nói về bên kích thì đa số là điện tử nhiều, thì anh cũng có thể là liên hệ với các anh thợ sửa kích, thì anh yêu cầu là phải hạ cái điện áp xuống tầm 11V nó ngưng là vừa, chứ 12V2 là bình, đối với bình ắc quy là khá cao đó. 12V2 nó chỉ thích hợp sử dụng bên cái pin Li-4 mà thôi ha, loại pin 4S đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là vậy nha, xin cảm ơn anh. Đến với câu hỏi cuối cùng của video này thì một anh có viết như thế này cho em hỏi. Ghép 4 bình ắc quy Yamato với bình pin Li-4 12V 90Ah nối song song có ảnh hưởng gì không, và mắc nối tiếp để lên hệ 24V có được không? Rồi như thế này nè, cái trường hợp này tôi có trả lời và chia sẻ rất là nhiều anh em rồi. Thì như thế này, tất cả bình thì như thế này, bình và pin thì mình kết nối song song và nối tiếp thì được hết tất cả nè, được. Nhưng mà cái quan trọng ở đây sử dụng nó mang cái tính ổn định hay không thì nó lại có khác nha. Thì ở đây thì cái pin thì tôi đã có sử dụng qua rồi, tuy bây giờ tôi chưa có sử dụng hiện tại, nhưng mà tôi đã thử test qua rồi cái pin Li-4 và cái pin ắc quy này, thì tôi cho thấy cái pin thì cái áp của pin nó hoạt động rất là cao, còn đối với ắc quy này nó thấp.
Đó, cái pin á, pin Line 14 á, cái áp hoạt động nó pin 12V, nó dao động từ 12.5 đến 14V, là cái áp đó là áp cái nó trữ lượng một cái lượng điện là nhiều ha. Khi mà cái áp pin nó xuống 12.5V là nó hết sạch điện trong cái khối pin đó rồi. Còn cái bình ắc quy á, khi mà cái điện áp nó mạnh nhất á, điện mạnh nhất là từ 11.5 cho đến 12.5 hoặc 13V trở lại, thì lúc đó cái bình ắc quy á, điện nó trữ rất là nhiều đó. Khi mà bình ắc quy á mình sử dụng xuống 11V thì nó hết điện, còn cái pin á sử dụng xuống 12.5V nó hết điện. Nên trường hợp mình sạc xả cái này á, sạc vào thì cái ắc quy nó no trước, còn cái pin nó no sau. Khi xả ra thì cái pin nó xả hết điện trước rồi mới xả tới cái lượng điện ắc quy sau đó, cái kiểu như vậy anh. Còn mình kết nối song song hay nối tiếp vì cái pin với cái bình này với nhau thì mình kết nối được hết tất cả nha. Đó, kết nối được, nhưng mà để mà nó đưa vào sử dụng thì đó, như tôi nêu lên nãy giờ á, cái hết trước cái hết sau đó, tại vì hai cái điện áp này nó đã chênh lệch quá nhiều. Tại vì pin tôi đã có thử rồi đó, pin tôi đã có thử rồi, cái áp của nó hết điện, cái pin á hết cái lượng điện trong cái khối pin đó là cái điện áp nó nằm khá cao so với ắc quy. Còn ắc quy á, cái điện áp nó nằm thấp nhưng mà nó vẫn còn điện để hoạt động rất là tốt đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh em trong cái video này đó. Rồi còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.